xuống cứu mà mang chiếc mẹt vào rừng đốt phi tang và cái kết đắng lòng. Ngày 28 tháng 12, Công an huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đã xác định được chủ nhân chiếc ô tô Mercedes-Benz bị cháy trơ khung tại tiểu khu 111A thuộc địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương. Hai ngày trước phát hiện một chiếc xe ô tô 4 chỗ bị cháy rụi trong rừng sâu, người dân địa phương đã cấp báo với các cơ quan chức năng. Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị cháy rụi chỉ còn lại bộ khung xe, biển kiểm soát đã bị tháo mang đi. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe bị cháy là ô tô Mercedes-Benz 4 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 60A81822. Chiếc xe này đã được mua đi bán lại nhiều lần nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Qua trích xuất camera và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, công an phát hiện vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 23 tháng 12 đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa chiếc xe ô tô này với một xe máy trên địa bàn phường 7 thành phố Đà Lạt. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị thương nhưng tài xế chiếc xe Mercedes-Benz không dừng lại cứu người mà điều khiển xe vào rừng sâu đốt phi tang. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Dương xác định người gây tai nạn và tự đốt ô tô là ông HKV, 50 tuổi, ngụ xã Lát. Bước đầu ông V khai nhận sau khi xảy ra tai nạn đã không dừng lại cứu chữa người bị thương mà chạy về nhà tại xã Lát. Sau đó vì lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, ông V lái ô tô vào rừng, tự châm lửa đốt để phi tang. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Dương vừa hoàn tất thủ tục hồ sơ bàn giao ông HKV cho Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.